Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phần sổ tay y học hôm nay sẽ là hướng dẫn chăm sóc da mùa hanh khô và những thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu. Tiếp đến là phương pháp cấy chỉ chữa đau nhức xương khớp trong phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện cuối chương trình là học trực tuyến kéo dài và các lo ngại về vấn đề sức khỏe. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến cho làn da của chúng ta trở nên khô sần, bong chóc, mất nước. Thậm chí có những người bị kích ứng, mẩn đỏ, viêm da cơ địa, da nứt nẻ, chảy máu. Chăm sóc da vào giai đoạn này là rất cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm đúng cách để có làn da mịn màng trong thời tiết khắc nghiệt. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Nguyễn Minh Họa, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chăm sóc da mùa hanh khô an toàn, hiệu quả. Mùa hanh khô ấy, da thường có hiện tượng là bong chóc này, khô da này, nứt lẻ này, nên xuất hiện rát đỏ, mụn đỏ, đôi lúc còn kèm theo cảm giác rất là ngứa. Đặc biệt là về mùa đông và lạnh thì chúng ta lại có xu hướng là tắm nước nóng nhiều hơn. Khi da nó bong chóc như vậy, chúng ta lại dùng những cái sản phẩm bớt cái da bong đi, ví dụ như tắm xà phòng bông chẳng hạn. Một số người thì còn có thói quen là tắm nước ná hoặc nước muối để cho sạch da. Phương pháp như thế thì khi mà gặp mùa hanh khô nó sẽ làm cho tình trạng tổn thương của da nhiều hơn. Như vậy thì những cái việc nào mà chúng ta nên làm để giữ gìn một làn da khỏe và nó giảm thiểu những cái tổn thương trên da? Một là chúng ta phải uống đủ nước. Ở những mùa hanh khô và lạnh ấy, thì chúng ta lười uống nước hơn. Như vậy cái việc mà chúng ta uống nhiều nước ấy, nó sẽ đảm bảo cái độ ẩm trên da. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng một số cái sản phẩm nó có nhiều vitamin E hoặc là vitamin C, cung cấp cái vitamin cho da. Cái thứ ba là không khí hanh lạnh thì chúng ta ở trong môi trường làm việc hoặc ở nhà chúng ta nên bù lại độ ẩm cho da bằng những cái máy tạo ẩm. Cái nữa là mà theo tôi rất là quan trọng để mà giữ lại một làn da khỏe mạnh và nó không ít tổn thương ở mùa hanh khô là chúng ta phải cấp lại độ ẩm cho da, tức là chúng ta phải tạo sự cân bằng lại độ ẩm cho da. Thì bằng cách nào thì chúng ta có thể dùng sữa tắm dưỡng ẩm, xịt khoáng hoặc là dùng kem dưỡng ẩm. Thì những việc không nên làm mà làm cho cái tình trạng da nó tổn thương nhiều hơn và khô nhiều hơn thì chúng ta không nên. Một là chúng ta không nên tắm nước quá nóng và chúng ta nên chỉ tắm nước hơi ấm thôi. Cái thứ hai là chúng ta không nên dùng xà phòng và chất tẩy rửa hoặc là sữa tắm nó có độ pH cao. Cái thứ ba nữa là chúng ta không nên tắm nước lá, nước muối hoặc là những nước mà pha chanh quất. Những cái thứ ấy làm cho da bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ tư là chúng ta không nên mặc đồ len lụa hoặc có lông, nó bám trực tiếp vào da. Và nếu chúng ta muốn mặc những đồ như vậy thì chúng ta nên mặc bộ đồ cốt tông ở bên trong và chúng ta sẽ mặc những cái bộ đồ như bên ngoài. Ngoài ra nữa còn có một cái nữa là chúng ta hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Mùa hanh khô thì có một số bệnh thường xuất hiện, đó là bệnh viêm da cơ địa và bệnh viêm da dầu. Ngoài ra hay gặp phổ biến nhất là tình trạng khô da. Khô da đấy chúng ta thấy là da nó bong chóc và lướt lẻ rất là nhiều. Bệnh viêm da dầu ấy, chúng ta thấy là một số người mà thường có biểu hiện là mùa thu đông ấy, thời tiết hanh khô thì chúng ta lại đầu bong vẩy rất nhiều. Số bệnh nhân thì có xuất hiện những cái rát đỏ bong vẩy ở vùng cạnh chân mày này, cánh mũi này, xung quanh miệng. Nặng thì có thể ở trên vùng ngực, vùng lưng. Viêm da cơ địa chúng ta quan sát thì thấy ở trẻ con ấy, nhất là cái độ tuổi nhỏ nhỏ, 5 tuổi trở xuống ấy, chúng ta đặc biệt là những cái bạn bé bé khoảng 2-3 tuổi, 1-2 tuổi đấy. Và chúng ta thấy là về mùa hanh khô chúng ta thấy là mặt các bạn ấy hai má rất là đỏ, ngứa, xong rồi xuất hiện cái mụn. Mà cái cơ chế mà hay gặp nhất đó là mất cân bằng độ ẩm trên da. Như vậy cái việc mà dưỡng ẩm cho da ở mùa hanh khô là cực kỳ quan trọng để hạn chế việc biểu hiện của các bệnh và cái độ nặng của các bệnh khi thời tiết chuyển sang mùa hanh khô. Là một cái lời khuyên là chúng ta phải dưỡng ẩm thường xuyên. Thưa quý vị, trước kia mật gấu được dùng trong nhiều bài thuốc đông y. Tuy nhiên để bảo vệ loài gấu khỏi nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta hãy chữa bệnh bằng những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu. Trong chương trình Cuộc sống khỏe tuần này, lương y Nguyễn Hữu Hiệp, Hội đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thảo dược có tác dụng thay thế mật gấu. Nên mật gấu thì đắng, nhưng mà đậm đậm như có vẻ ngọt và tính của nó thì tính hàn. Thế có cái tác dụng chủ yếu là tán ứ, rồi thì hoạt huyết, thế chủ trị cho các bệnh sưng, tấy, viêm, giảm đau là chủ yếu. Thì tính dược của nó như thế cho nên tôi mới tìm các tất cả các cái vị thuốc đồng tính dược với mật gấu và cùng có tác dụng cũng như là cùng chủ trị để thay cái mật gấu. Vị thứ nhất đây là vị tô mộc, hay người ta còn gọi là ngũ vang. Cái này hoạt huyết, tán ứ, giảm đau. Cái vị thứ hai đây là đào nhân, và cũng là hoạt huyết, tán ứ. Rồi thứ ba đây là vị ngưu tất, cũng có tác dụng là như vậy. Thứ tư là nghệ vàng, rất có tác dụng giảm đau. Đấy, vị thứ năm đó là cái vị đan sâm. Đan sâm hay có nói cái khác người ta gọi là sâm đỏ, hay còn gọi là huyết sâm.
hoạt huyết tán ứ giảm đau rất là tốt. Và đặc biệt là cái vị hồng hoa này không những nó có tác dụng là tiêu giảm huyết cũ sinh huyết mới và đồng thời cũng có cái tác dụng giảm đau. Đây là cái vị huyết xác, là một cái vị cũng đồng tính với mật gấu. Thế và cái vị này thì là một trong thành phần của cái bài thuốc xoa bóp rất có tác dụng. Một vị nữa là vị ngải cứu, nó tính ấm giảm đau. Và đây là cái vị bạch chỉ. Các cái vị thuốc này thì là chế biến thông thường, ví dụ cái gỗ vang này, tô mộc này thì ta chỉ trẻ ra thôi, nhưng mà riêng cái vị đào nhân thì ta bao giờ ta là cũng phải là, đây là vị đào nhân chưa chế thì ta phải chế nó bằng cách là làm sao cho mất cái vỏ này đi, thế sau đó thì ta sao, thế cách làm cho mất vỏ thì ta cho cái này vào với nước nóng để một thời gian ngắn thì ta sát nó hết cái vỏ này đi thì lấy cái này. Thế còn cái ngưu tất này chỉ cần để sống thôi, nghệ cũng thế, đan sâm cũng vậy, hồng hoa cũng vậy. Nói chung tất cả các vị này thì là đều phơi khô cả, không cần sao, bốc thành thang để mà sắc uống, cứ mỗi ngày một thang và liều lượng của nó thì là theo cái liều lượng thông dụng. Thưa quý vị và các bạn, cấy chỉ là phương pháp đưa chỉ tự tiêu vào huyệt châm cứu của hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài và liên tục trên các huyệt. Cấy chỉ được đánh giá là phương pháp trị liệu có hiệu quả rất cao nhờ kết hợp giữa châm cứu truyền thống với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nó có tác dụng trong điều trị các bệnh như đau nhức xương khớp, đau cổ vai gáy, hen phế quản, đau dạ dày, suy nhược thần kinh. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền Nguyễn Đức Chính sẽ giới thiệu tới quý vị phương pháp cấy chỉ và quy trình thực hiện trong điều trị đau nhức xương khớp. Tôi muốn hỏi các bác sĩ phương pháp cấy chỉ là gì ạ? Và tác dụng cấy chỉ nó tốt như thế nào ạ? Cấy chỉ là một cái phương pháp mà đưa cái sợi chỉ tự tiêu các nút vào trong huyệt vị để tác động lên cái huyệt vị đó và kinh mạch, làm khơi thông kinh mạch và sẽ làm giải quyết được cái vấn đề là cái vấn đề đau nhức xương khớp. Nó rất là tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân cũng như bác sĩ. Đó là chúng ta có thể là 3 tuần hoặc 1 tháng chúng ta phải cấy một lần. Đấy. Nhưng mà cái lợi ích của nó rất là tuyệt vời. À. Sau khi cái sợi chỉ đã nằm trong huyệt thì nó hàng ngày, hàng giờ là nó kích thích vào cái huyệt vị đã trực tiếp thay cho cái việc châm cứu tác động vào huyệt đó. Bên cạnh đấy thì sợi chỉ nó sẽ tiêu, sẽ sản sinh ra những cái protein và nuôi dưỡng cái vùng huyệt, cái vùng tổ chức mà đang có vấn đề tổn thương đó, làm cho cái lưu lượng tuần hoàn cho các huyệt thì nó sẽ đến đấy nhiều hơn và cái tổ chức nó lưu lượng tốt hơn, kết quả cuối cùng là cái bệnh được nó hồi phục sớm nhất. Thì cái phương pháp này thì nó cũng không phải là hoàn toàn có thể thay thế các phương pháp khác, nhưng tuy nhiên cái này thì nó có thể tiết kiệm được cái thời gian cho bệnh nhân, tiết kiệm được cái thời gian cho bác sĩ và có lợi ích về kinh tế rất là lớn cho bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân đến cấp cứu thì chúng ta phải một liệu trình khoảng tầm 15 ngày thì ngày nào cũng phải đến, nhưng bệnh nhân mà cái chỉ thì chúng ta sẽ phải đến một lần từ 3 tuần sau tùy theo cái từng mặt bệnh áp dụng, nó cũng được rất là phổ rộng chứ nó không bị co hẹp lại. Chúng ta có thể áp dụng được là ở tại phòng khám, tại bệnh viện hay chính là đến tận ngôi nhà của bệnh nhân. Tôi bị đau nhức xương khớp nhiều năm nay ạ. Bây giờ thì tôi hỏi những đối tượng nào nên sử dụng và những đối tượng nào không nên cấy chỉ. Đối tượng sử dụng các cái chỉ rất là rộng, hiệu quả rõ rệt. Và chúng tôi cũng qua cái thực tế lâm sàng cũng đã trải nghiệm thì những cái bệnh nhân như là cái bệnh nhân kệ hội chứng vai gáy, bệnh nhân về đau lưng, những cái bệnh nhân về liệt bàn quai biên hay những cái các bệnh nhân mà tai biến về quảng não cũng rất là hiệu quả, mà nhất là cái mùa đông này thì những cái đối tượng mà bệnh nhân mà bị liệt quảng não cũng nhiều. Cái đối tượng của phương pháp cái vị chỉ này thì không nên bệnh nhân mà đang có trong cái giai đoạn thai kỳ, bệnh nhân cao tuổi và sức khỏe yếu không cho phép. Nó cơ bản thì nó cũng có những cái chỗ chỉ định giống như châm cứu không? Tôi muốn hỏi bác sĩ là quy trình cái chỉ, nên lưu ý cái chỉ. Quy trình cụ thể thì bệnh nhân có thoái hóa chẳng hạn thì đầu tiên là bệnh nhân phải có cái phim chụp mình xem mình có bị thoái hóa không. Trước khi cấy yêu cầu bệnh nhân là nên ăn nhẹ,
chuẩn bị cái chỉ cho một cái bệnh nhân bị thoái hóa ở xương lưng. Chúng tôi ta đưa chỉ cái thuốc vào trong huyệt vị để tác động lên cái đường kinh mạch, giải quyết cái vấn đề đau lưng, đau vùng thắt lưng, cái kim mà chúng tôi đã tự chế ra để làm sao đưa cái được cái sợi chỉ vào trong huyệt vị một cách thuận tiện và an toàn nhất. Sau khi đưa chỉ vào được trong huyệt thì chúng ta sẽ phải dán ngay băng dính, băng gông vào để tránh cho vấn đề là nhiễm trùng cho bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch COVID-19, học trực tuyến là tất yếu để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, khi học sinh phải học lâu trong môi trường online lại phát sinh ra nhiều vấn đề khiến phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con em mình. Vậy làm thế nào để việc học online đạt hiệu quả, vừa truyền tải kiến thức đầy đủ, vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau, ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện Phù Cử. Gia đình chị Nguyễn Thị Thoa ở xã Tống Phan, huyện Phù Cử có 3 con đang học lớp 12, lớp 9 và lớp 1. Từ đầu năm học đến nay, chỉ có học sinh lớp 1 được 1 tuần 3 buổi đến trường, còn lại các khối lớp khác đều học online. Việc học trực tuyến đã kéo dài nhiều tháng nay, khiến chị Thoa và các bậc phụ huynh lo ngại về vấn đề sức khỏe của con em mình. Tôi thấy là sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề thị lực. Nó nhiều cháu là mỏi mắt, nhiều cháu là dẫn đến như đã cận thị thì có khi lại còn tăng độ cận hơn. Tôi thấy cái khó khăn nữa là cái vấn đề về các vấn đề về xương khớp của các cháu, ví dụ như đang cái độ tuổi phát triển chẳng hạn thì các cháu ngồi nhiều quá nhiều khi nó dẫn đến cái cong vẹo cột sống hay thoái hóa đốt sống cổ, mà tôi thấy cũng rất là lo lắng. Một ngày học online của Hiếu bắt đầu từ lúc 7 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Do đó, thời gian tiếp xúc với máy tính một ngày của Hiếu là từ 4 đến 5 tiếng. Điều đó cũng khiến em gặp một số vấn đề về sức khỏe. Học online lâu thì cảm thấy khá là mỏi mắt, và còn ngồi nhiều chúng ta sẽ bị mỏi một số cái bộ phận khác như là lưng hoặc là chúng ta sẽ mỏi cổ. Thực tế, việc trẻ phải tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ. Khi trẻ tiếp xúc với lại cái máy tính kéo dài thì đối với người chưa cận thì sẽ tỷ lệ đấy mắc cận sẽ chiếm khoảng độ 70%. Đối với những người mà đã mắc cận rồi thì cái tốc độ tăng cái số kính lên thì sẽ rất là nhanh. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp thì việc học online là điều tất yếu. Do đó, để việc học trực tuyến an toàn và hiệu quả, các nhà trường đã chủ động giảm tải chương trình học dành cho học sinh để các em giảm bớt áp lực căng thẳng. Thực hiện cái chương trình giảm tải của ngành ấy, thì cái số tuần thì vẫn thực hiện được đủ 3-5 tuần, nhưng mà cái chương trình thì có giảm tải theo hướng dẫn. Thế thì ví dụ như là cái phần đọc thêm, đấy, phần tự đọc, phần tự học thì là cái này các em là học ở nhà dưới sự hướng dẫn của các thầy cô để phần nào giảm đi được cái áp lực của các em trong khi học làm việc nhiều với cả máy tính, điện thoại. Trong những tiết học hiện nay thì có xen kẽ những giờ chơi dao động từ 10 đến 15 phút để cho bọn em có thể nghỉ ngơi thư giãn đầu óc sau những cái tiết học căng thẳng. Số lượng bài tập thì nó đã giảm hơn so với là đi học trực tiếp ở trên lớp. Bên cạnh đó, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng và thời gian biểu hợp lý cho trẻ cũng là điều mà các bậc phụ huynh nên chú trọng. Khuyên trẻ nên học 35 đến 40 phút thì trẻ sẽ đứng lên và giải nao 5-7 phút. Và trong quá trình học thì khuyên trẻ là chớp mắt nhiều hơn. Bất kể trẻ nào có những biểu hiện về mắt thì các bậc phụ huynh sẽ đưa đến bác sĩ chuyên khoa mắt khám và điều trị cho trẻ kịp thời. Để việc học online đạt hiệu quả cao, về phía nhà trường, thầy cô cũng cần tìm sự đa dạng trong công tác giảng dạy, giảm tải về nội dung, có nhiều hoạt động tương tác gắn kết với học sinh. Về mặt tâm lý, cha mẹ cần động viên, khích lệ, không tạo áp lực cho con, gần gũi với con, đồng hành và chia sẻ để con vượt qua giai đoạn phức tạp này. Đồng thời, cha mẹ nên cùng con xây dựng một thời gian biểu hợp lý để đan xen giữa việc học và việc duy trì các hoạt động thể chất. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống Khỏe số này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.